con trai của mẹ là trai Tân. Ừ. Nhỏ hơn em 5 tuổi. Em thì đã một đời chồng, hai đứa con, đứa lớn của em bây giờ đã 12 tuổi và đứa nhỏ là 8 tuổi. Có nghĩa là mẹ vẫn chấp nhận cái tâm lý là em đã một đời chồng và hai đứa con rồi. Cho nên em mất niềm tin vào hôn nhân. Và cũng nói chung là em chỉ nghĩ là quen thôi, chứ không dám đi đến hôn nhân tại em sợ một lần nữa. Đúng rồi. À, chuẩn bị đám cưới thì em cũng nghĩ là đi khám định kỳ thôi, chứ mình cũng không có triệu chứng gì hết. Thì em có đi khám tầm soát, thì một tuần sau lên lấy kết quả thì bác sĩ nói là có thể ung thư. Cho nên là lúc đó em lại không cưới nữa. Lần đầu tiên mà cô gặp cô con dâu này thì cô ấn tượng điều gì? Thì nói chung là lần đầu tiên cô gặp thì cô cũng nghe con trai cô giới thiệu đầu tiên thì con nói chung cô không thích cho lắm. Vì lý do là đã có chồng và có hai đứa con rồi thì cô không thích cho lắm. Là không lần đò rồi. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà nhìn cái mặt với cái kiểu người thì cô thì nghĩ là một người phụ nữ biết lo làm ăn, có hiếu với mẹ. Thì rồi bắt đầu là cô mới cảm nhận được có cảm tình đó. Xinh đẹp nữa. À. Mẹ hiền lắm. À, lúc nào cũng cười thôi. Ừ. Ấn tượng của em là như vậy. Và cái mà em phải nói là nể mẹ là có nghĩa là con trai của mẹ là trai Tân. Ừ. Nhỏ hơn em 5 tuổi. Ừ. À, mà em thì đã một đời chồng, hai đứa con, đứa lớn của em bây giờ đã 12 tuổi và đứa nhỏ là 8 tuổi. Có nghĩa là mẹ vẫn chấp nhận. À, mà đặc biệt là rất là thương cái đứa con của em. Thương hai đứa con em. Dạ đúng rồi, cho nên là ngay cả chồng em hiện tại cũng vậy. Đó, rất là thương. Có nghĩa là em đã quen nhau 7 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Đây là khi em chia tay ông xã xong. Chia tay gần 1 năm thì em mới quen xã sau này. Dạ. Quen đến 7 năm luôn hả em? Nhưng mà là quen là có nghĩa là vẫn là phong kiến chứ không phải là kiểu sống thử, sống chung. Ừ. Vẫn là mẹ em rất là khó, có nghĩa là 9 giờ là phải đi về. Sáng á, coi như là 4 giờ sáng là thức dậy đi chợ cho em bán đồ ăn. Suốt, xuyên suốt khoảng 4 năm. Không trễ một ngày nào, giờ nào hết. Ừ. Rồi xong rồi lại về, cái là đưa con em đi học. Rồi lại đi làm, trong lúc mà đi làm mà em cần cái gì là đều giúp, đều có mặt hết. Nhiều khi là ship hàng này nọ đó mà kẹt á là đều giúp em hết. Rồi chiều về là lại hả ở phụ em làm đồ ăn này kia, chuẩn bị tới 9 giờ tối là đi về. Và xuyên suốt như vậy là cũng là 7 năm. Chị Long xã em yêu em dữ lắm. Dạ đúng rồi. Mới làm những cái việc đó. Dạ đúng rồi. Cô có biết điều đó không? Biết. Đó. Tại sao lại quen đến 7 năm mới cưới? Đó là do em hay là do mẹ chồng? Có nghĩa là cái tâm lý là em đã một đời chồng và hai đứa con rồi, cho nên em mất niềm tin vào hôn nhân. Và cũng nói chung là em chỉ nghĩ là quen thôi, chứ không dám đi đến hôn nhân tại em sợ một lần nữa. Đúng rồi. Cho nên là cứ quen. Thì khi mà dịch năm ngoái giãn cách hai nhà, tuy là cũng đi có 5 phút là tới thôi, cũng gần, nhưng mà là nhà ai nấy ở. Thì cái lúc đó mình lại cảm thấy là tại vì 7 năm gần bên nhau, lúc nào cũng làm cái gì cũng bên nhau hết. Nhưng mà có mấy tháng dịch là không gặp nhau, chỉ điện thoại thôi. Thì em nghĩ thôi, tới cái giây phút đó thì hai đứa xác định là đi đến hôn nhân. Nhưng mà khi mà xác định đi đến hôn nhân á, thì em có, tại phụ nữ á, thường á, thì hay đi tầm soát ung thư cổ tử cung 1 năm 1 lần định kỳ. Mấy năm trước em đều đi hết, nhưng mà chỉ có năm dịch, vướng cái năm dịch trước nữa là em không đi. Rồi cái năm vừa rồi là chuẩn bị đám cưới thì em cũng nghĩ là đi khám định kỳ thôi, chứ mình cũng không có triệu chứng gì hết. Thì em có đi khám tầm soát thì một tuần sau lên lấy kết quả thì bác sĩ nói là có thể ung thư. Cho nên là lúc đó em lại không cưới nữa. Giờ tôi làm tiếp theo những cái kết quả tiếp theo như thế nào thì chồng em nói là mừng cưới.
Có nghĩa là dù bây giờ biết em chết vẫn cưới, bởi vì muốn cho em có một cái kết tốt đẹp đó. Cho nên là khi mà làm những cái kết quả dần dần thì nó siêu âm rồi xét nghiệm sinh tiết tế bào, thì em ra kết quả là em bị tiền ung thư. Có nghĩa là trong cái phụ khoa nó ghi rõ, có nghĩa là xin 1, xin 2, xin 3 là tiền ung thư giai đoạn 1, 2, 3. Và bắt đầu khi mà xin 3 là nó sắp chuyển qua ung thư giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Có nghĩa là em giống như em đang học cấp 3 chuẩn bị vô đại học vậy đó, là nó sát luôn cái bờ vực đó rồi. Có nghĩa là em nghĩ là nếu như mà em không đi khám á, chắc khoảng 1 tháng nữa là nó sẽ chuyển qua ung thư. Và cái căn bệnh nó rất là nguy hiểm, có nghĩa là nó không có một triệu chứng gì hết. Em rất là bình thường, rất là khỏe mạnh luôn mà nó đã ra như vậy. Khi mà kết quả là ra xin 3, có nghĩa là chưa ung thư, thì bác sĩ mới nói á, là bây giờ khoét chết, khoét cái vùng tổn thương đó bỏ đi. Cảm ơn. Thì khi mà khoét cái vùng tổn thương đó bỏ đi rồi đem đi sinh thiết tiếp, thì kết quả vẫn là xin 3, vẫn là tiền ung thư, chưa qua ung thư. Thì hai tụi em mới quyết định là thôi vậy bây giờ là đám cưới. Và khi đám cưới á, thì em cũng nói thẳng với chồng em là em sẽ không đẻ nữa. Thứ nhất là em đã lớn tuổi rồi, đẻ đứa con mà phụ nữ sau 35 tuổi á, thì rất dễ bị bệnh đau. Và em không muốn cá cược là đứa con của mình đẻ ra nó có vấn đề gì. Rồi em đẻ đứa thứ hai á, là em đã bị giống như là bị băng huyết, là xém, là phải là cắt bỏ tử cung rồi. Cho nên là em không muốn cá cược một lần về tính mạng của mình, rồi sẽ ảnh hưởng đến con của mình nữa, hai đứa con của mình nữa. Cho nên em quyết định là em sẽ không sanh nữa. Đó. Mà em biết là cái sự hy sinh đó của người chồng hiện tại rất là nhiều, anh vẫn ok, vẫn chấp nhận. Có nghĩa là ngay cái từ ngày đầu quen là anh đã đồng ý cái chuyện là em sẽ không sanh thêm đứa nào nữa rồi. Bao nhiêu đó cũng thấy là chồng em là một người rất là thương em, và khi em quyết định đi hôn nhân là chính xác. Thế mẹ chồng có biết tình trạng sức khỏe của con dâu mình như vậy không ạ? Biết. Tại vì con trai có về có nói, nó cũng trình bày. Nhưng mà cô thì cô cứ nghĩ là thôi tình yêu tuổi trẻ, cô không ép. Nhưng mà về cá nhân của mẹ thì sao? Bởi vì lúc đầu thì mẹ có nói là cái việc con dâu đã từng có một đời chồng rồi có con nữa, là mẹ cũng đã không vui. Rồi bây giờ lại thêm sức khỏe không tốt nữa, thì cái cảm giác của mẹ như thế nào ạ? Cô thì cô cứ nghĩ là cái quan trọng là cái tình yêu. Ăn thua là tụi nó cũng có tình yêu với nhau thì nó mới sống hạnh phúc được. Nên là cô là không có quan tâm cho anh. Dạ, chính xác là như vậy. Thật ra bất kỳ ai cũng vậy. Đến giờ phút này đó, Linh nghĩ rằng cô càng yêu thương cô con dâu nhiều hơn nữa. Yêu hơn nhiều hơn nữa. Để thông cảm hơn. Dạ, thông cảm hơn. Ngay cả người ngoài mà khi nói đến việc đó thì họ đều cảm xúc. Và thậm chí rất là thương cảm cho cái số phận của em. Một cái số phận mà phải nói là xinh đẹp nhưng cũng không may mắn lắm trong đường tình duyên. Ngay cả sức khỏe nữa. Mà bây giờ thì anh nghĩ rằng là đừng có lo nghĩ chuyện đó nữa. Quan trọng là chúng ta sống cho nó lạc quan lên em ạ. Bây giờ thì con cái em với là em sống chung với mẹ chồng luôn hả? Sống luôn. À, hai cháu nội có ngoan không? Ngoan, dễ thương. À. Mẹ chồng có bao nhiêu người con trai ạ? À? Có hai con trai. Không có con gái, có hai thằng trai. Thì có con gái ở đây. Thì đấy thì cô cũng coi con dâu là con gái. Dạ. Thì lúc mà nghe nói có thể con dâu của mình không có sinh con được á, thì mẹ chồng có nôn nóng hay là cảm xúc như thế nào ạ? Cô thì cô cứ nghĩ là cái đó là vợ chồng nó ăn thua vợ chồng nó, hoặc là cái tình cảm của nó sống với nhau, có con hay là còn không có con, thì nói chung có thì nó cũng vui phải không? Nhưng mà không có thì tự hai vợ chồng nó phải chịu là cho nhau thôi. Bây giờ nói chứ con có con hai đứa con trai rồi. Ông xã em thương em 7 năm như thế, thật anh biết chắc chắn là sẽ thương hai đứa con em rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Thương nhiều lắm. Dạ. Thì mới kết nối được như vậy. Và càng thương em hơn nữa khi mà biết em như thế. Mà ông xã bắt buộc phải cưới, chứng minh rằng là ông xã cũng có con, không có con cũng không quan trọng nữa rồi. Chỉ hai người con và em là cái tình thương rất là lớn đối với ông xã rồi. Và mình cũng còn một đứa con trai nữa đúng không? Dạ. Mình cũng có cháu nội chơi. Có rồi. Có rồi. Vậy là cũng vui rồi. Thật ra hạnh phúc của con mình cũng chính là hạnh phúc của mình đó cô hả? Đúng rồi. Dạ. Cô cũng nghĩ vậy. Cô nghĩ là hạnh phúc của con mình là hạnh phúc của mình.
Con chỉ mong là tụi nó phải yêu nhau cho tới mãn đời. Dạ. Mấy tháng mà ở với nhau đó, cô có thấy điều gì mà hợp với con dâu và điều gì chưa hợp? Con thấy thì cũng chung rồi mà hợp nhau chứ không có thấy chưa hợp. Rồi vậy thì con dâu á, có cái kỷ niệm gì đối với mẹ chồng hoặc là cái chuyện mình làm dâu không? Nếu mà nói về cái cảm xúc mà về mẹ thì có nghĩa là mẹ ở nhà, mẹ nội trợ thì mẹ cũng không có gọi là tiền nhiều, nhưng mà khi mà đám cưới là mẹ lấy hết cái tiền mà mẹ để dành tiết kiệm để mà mua vàng cưới cho em. Tuyệt vời. Và một điều nữa đó là mẹ bắt là phải rước dâu mà em thì không chịu. Mẹ nói là không phải là một đời chồng rồi thì không rước dâu, như vậy thì hàng xóm sẽ suy nghĩ dị nghị về em không tốt, là mẹ muốn phải rước dâu rõ ràng như mọi người. Mà em nói không cần thiết, em không quan trọng là người khác nghĩ cái gì, quan trọng là mình sống với nhau vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Đó, chứ bày ra rất là tốn kém. Rồi cuối cùng có rước dâu không? Dạ, em không muốn rước dâu, em muốn làm đơn giản thôi, hai bên rồi gộp lại rồi là khoảng làm 10 bàn, nói chung những người bà con bạn bè thân thiết thôi. Đó là những điều mà mẹ chồng là muốn làm cho con dâu hạnh phúc đó. Vậy bây giờ là cả nhà cùng nhau sống chung luôn? Dạ, hay là sao? Rồi. Dạ, hai vợ chồng với mẹ với lại đứa con thứ hai của em. Chồng em là thương con em như con ruột, có nghĩa là 7 năm qua là một tay chồng là chăm sóc, đưa đi học, rước về, dạy học, rồi tắm rửa từ hồi bé là thay tã, pha sữa, nói chung là trai tân nhưng mà làm rất khéo những cái việc đó. Hồi nhỏ là đi mua cháo, sáng trước khi đi làm thì mua cháo về rồi để đó để cho em bé ăn. Có nghĩa là rất thương con em, và con em nó đeo dữ lắm, nó không đeo em, nó đeo suốt ngày có ba Cường thôi. Rồi bây giờ về ở chung với mẹ thì mẹ cũng rất là thương con em, dạy cho nó học, mẹ có phương pháp sư phạm dạy cho nó học, chứ em không dạy được. Em dạy một hồi là hai vợ chồng là dạ đúng rồi, là cho nên là chỉ có mẹ thôi, mẹ điềm đạm từ tốn nhẹ nhàng dạy cho nó rất là thích, coi như là nó rất thương ba Cường và bà thương lắm. Anh nghĩ rằng là ông trời đã bù đắp cái tình yêu thương mà em đã mất đi một thời gian đó, bù đắp lại cho em đó. Rồi còn cái chuyện kỷ niệm nào khi mà em về nhà chồng làm cho em rất là ấn tượng không? Ấn tượng thì có thể là cái nhà thì rất là nhỏ, chỉ có một cái phòng duy nhất thôi là lúc trước mẹ ở, tại vì nhà chỉ có chồng em với mẹ thôi, anh hai ở nhà đi, thì cái nhà nó diện tích nó nhỏ. Bây giờ em về thì mẹ phải nhường cái phòng đó cho hai vợ chồng ở, mẹ đi ra ngoài ghế salon. Cái ấn tượng đối với em có lẽ là mẹ quá hiền, mẹ đó là rất là thương con cháu. Bây giờ công việc buôn bán của em sao? Công việc của em rất là bận rộn, từ 4 giờ sáng là thức dậy đi chợ, hai vợ chồng cùng nhau đi chợ, tới 11 giờ đêm, ngày nào nó cũng như thế, nó rất là bận. Bán gì em? Dạ bán đồ ăn trên mạng. Em ơi, em phải giữ sức khỏe của em. Thật ra là cơm áo gạo tiền cũng cần thiết, nhưng với em á, sức khỏe rất là quan trọng nha. Theo anh nghĩ là như vậy. Có thể vì con, vì gia đình, vì cơm áo gạo tiền, nhưng mà đã đến lúc chúng ta bớt lại chút xíu. Chắc anh nghĩ rằng cô cũng biết điều đó cô hả? Cô có bao giờ khuyên con dâu của mình như vậy không? Cô không có nói trực tiếp nói, nhưng mà cô nói với thằng Cường, với con cô. Dạ. Cô nói chứ, con nói gì chứ, phải giữ sức khỏe. Tức là sức khỏe là trên hết. Dạ. Rồi xong rồi kể đó tới đâu hay tới đó, làm tới đâu thì lo tới đó. Chứ cô cũng không có nói trực tiếp bao giờ hết. Cô dạ. Chỉ nói với con cô, thì cô có nói. Có bao giờ cô với con dâu ngồi tâm sự với nhau chưa? Cũng chưa có tâm sự với nhau nhiều. Không có thời gian hai mẹ con nói chuyện với nhau? Không có thời gian. Và thậm chí là có một điều là hai vợ chồng em tới bây giờ vẫn chưa đăng ký kết hôn. Hai vợ chồng em tới bây giờ vẫn chưa đăng ký kết hôn. Có nghĩa là bận. Em bận là thứ nhất, thứ hai là em vẫn sợ đó. Dù là kết hôn đám cưới rồi nhưng trong lòng em vẫn còn sợ.
cho nên là em không có muốn đăng ký kết hôn. Em sợ điều gì? Em sợ lặp lại một lần nữa, cho nên em không muốn. Thì mẹ là người cứ hối thúc Cường là hai đứa đi đăng ký kết hôn đi, hai đứa đăng ký kết hôn. Thì có nghĩa là nếu mà tâm lý một người mẹ có một đứa con trai tân lại đi lấy một người đàn bà đã có chồng hai đứa con mà lại không chịu sanh nữa, thì thường nếu mà người ta thương con người ta ok cứ cho cưới đi, cưới để cho làm vui lòng nó trước mắt đi. Nhưng mà nhiều khi là không được thì mai mốt mình lấy con đưa người khác cho con mình, thì thường là họ sẽ không có xét khe cái chuyện mà phải đăng ký kết hôn này nọ để ràng buộc. Nhưng mà mẹ, đặc biệt mẹ là mẹ cứ hối thúc suốt, có nghĩa là mẹ rất nghiêm túc trong cái mối quan hệ này và cũng rất là thương em. Mẹ đó, quá thương em đó. Dạ. Và Cường cũng vậy luôn, Cường cứ kêu em là bây giờ phải đi đăng ký kết hôn, muốn danh phận cho em rõ ràng. Nói chung là hai mẹ con rất là thương em. Nghe lời mẹ đi em, nghe lời chồng đi, để đăng ký kết hôn đi em. Anh nghĩ là như vậy đó, nghe lời mẹ chồng đi. Có mà mẹ chồng nào mà cứ xúi con dâu là phải đăng ký kết hôn đâu, đúng không? Nếu như ông xã em mà không thương em, đã chia tay em lâu rồi, anh nghĩ rằng nếu như mà ông xã em không thương em là từ lúc phát hiện ra bệnh của em thì ông xã em không muốn cưới đâu. Dạ. Vậy thì đây là một người đàn ông tốt đó em. Cưới đi em. À, đăng ký kết hôn đi em. Dạ. Nha. Dạ. Về làm đi cho ông xã vui. Thật ra là mẹ muốn em có một danh phận rõ ràng. Đúng rồi. Mẹ một suy nghĩ rất nghiêm túc. Sau 2 tháng thì em cảm nhận người mẹ chồng là như thế nào với em? Thì em như ban đầu em có nói là mẹ rất là hiền. Mẹ hiền, hiền thật sự. Mẹ phải nói là hy sinh rất là cao cả mới có thể chấp nhận được như mẹ này. Khi mà biết con của mình cưới một người phụ nữ đã qua một đời chồng và có con riêng, thì mẹ có dặn dò gì với con trai của mình không? Có, cô nói chứ suy nghĩ kỹ làm sao mà giữ hạnh phúc nó trọn đời. Chứ cô không thích là nửa chừng rồi thôi nhau rồi bỏ nhau. Cô thích là cô chỉ muốn sao hạnh phúc. Những cái gì mà con trai của mẹ chồng đã đối xử với lại vợ mình á, là do mẹ dạy hay là tự cái người đàn ông đó đối xử tốt với cô gái này ạ? Nói chung là cũng bản tính của nó. Mà thí dụ như là nó có khuyết điểm gì, thật sự ra cô cũng kêu cô nói. Cô bảo chứ con không có được như vậy, làm như vậy là vợ chồng mất hạnh phúc, thí dụ vậy. Dạ. Đó là một sự giáo dục rất tốt, nó thể hiện qua người con của một gia đình. Và anh nghĩ rằng là người mẹ này có một cái nền tảng giáo dục con rất là tuyệt vời luôn. Hình ảnh đó thể hiện qua cách đối xử với con dâu. Ha? Có bao giờ mà bà có trách cháu, mắng cháu cái gì? Hay cái bà không, cháu cô mình? Cô không có la. Thí dụ nó làm cái gì không vừa ý thì cô nhỏ nhẹ cô nói, thì nó dạ vậy đó. Bà chỉ có la em là tại vì em hay la thằng nhóc thôi. Là mẹ hay chỉnh là thôi đừng la nó vậy thôi. Để bà có cách giáo dục khác. Dạ, đúng rồi, nhẹ nhàng hơn. Dạ. Nhẹ nhàng hơn. Bà lúc nào cũng tự tốn nhẹ nhàng. Dạ, đúng rồi. Con trai mà con nít nữa, thật sự là nó còn nhỏ, nhẹ nhàng với nó. Vậy em đâu có cần lo vậy đâu. Dạ, đúng về rồi. Giáo dục là có bà lo. Dạ, đúng rồi. À, có bà sẽ lo về mặt nhân cách của trẻ. Bởi vì những đứa trẻ bây giờ đó, nó như tờ giấy trắng vậy đó. Nó hình thành nhân cách từ ngay trong giai đoạn này. Chúng ta viết cái gì trên tờ giấy trắng đó, nó sẽ in và nó sẽ nằm mãi trên tờ giấy trắng đó. Chuyện đó để bà viết, bà vẽ. À, còn cái chuyện làm ăn á, để chồng em gánh vác nhiều hơn. Thật ra anh nghĩ rằng Cường sẽ hiểu điều đó. Bớt công việc lại, giữ sức khỏe và dành thời gian tâm sự với mẹ nhiều hơn. Hai mẹ con anh nghĩ rằng rất là hợp với nhau đó. Cứ nhỏ nhẹ tâm sự với nhau, đúng không? Cô có muốn vậy không? Cũng muốn chứ. Cũng muốn đó. Nhiều khi mẹ em không muốn gì cứ nói qua chồng em, rồi em không muốn gì cứ nói qua chồng em, rồi cuối cùng đôi khi nó bị tam sao thất bản. Đúng rồi. Nó không mất tình cảm đi, bây giờ đã xem như là mẹ con rồi, ở chung một nhà mình đã xác định giống như mẹ nó là coi như không thay đổi đó. Vậy thì hãy gần gũi nhau nữa, chia sẻ nhiều hơn nữa. Theo Quỳnh Linh là như vậy đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì có sự xuất hiện của người thân. Dạ. Bây giờ mình mời vào đi. Ai? Chương trình có một cái bất ngờ dành cho hai mẹ con. Mời Cường vào. Ồ, có cháu nội nữa. Chào con. Chào con.
Ngồi đi Cường. Bây giờ nè, bây giờ cháu nói với bà trước đây nào. Rồi con nói gì với bà đi. Bà ngoài cho bà. Rồi. Con yêu, rất yêu, thương bà. Trời ơi, ôm bà cũng nào. Cũng yêu con. Đó. Dễ thương quá. Thôi ngồi đi Cường. Tặng em hoa này, thương em rất nhiều. Con tặng bà hoa này, con thương bà rất nhiều. Hai cho con nói là một đó. Cái tình yêu thương nó cố gắng cho giữ mãi nha. Cường, bây giờ anh đã nghe bà xã nói về em rồi. Em là người đàn ông tốt đó. Cảm ơn anh. Em có thấy câu chuyện giữa mẹ em với lại bà xã em có cần trao đổi gì không? Nói chung là em thấy là giữa mẹ và vợ em thì cũng tụi em cũng mới và chung sống với nhau gần đây thôi. Nên thật sự là cái sự va chạm cũng không có nhiều do là công việc của tụi em cũng rất là bận từ sáng sớm. Và thời gian gần nhau thì là cũng là chỉ là buổi tối nữa kia và mọi thứ còn lại là cho bé học hành ăn uống xong là rồi là cũng bây giờ đi nghỉ ngơi thôi. Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Lớp 2 hả? Dạ. Ba Cường có la con không? Cũng có nhưng mà ít. Ở nhà ai la nhiều nhất nè? Tôi biết nè nhưng mà tôi vẫn hỏi á. Ai bên con nhiều nhất? Bên vực ba. Ba. Hay quá. Nói tóm lại là câu chuyện ngày hôm nay thật ra hai tháng ở gần nhau thì nó cũng không phải nhiều lắm. Nhưng những tình cảm mà hai tháng qua giữa mẹ chồng nàng dâu dành cho nhau thì nó lớn. Và đặc biệt cái hành trình hơn 7 năm qua đó Cường, anh thật sự xúc động với những tình cảm của em dành cho bà xã của em. Dạ, cảm ơn. Những cái gì mà em đã vun đắp trong cái cuộc tình này. Cảm ơn những người đàn ông như thế. Hôm nay á, yêu thương những người phụ nữ. Ngày hôm nay thì đối với cô con dâu này nè, thấy có vẻ là vẫn còn đang một chút gì đó lo ngại, sợ rằng là mình sẽ không gặp hạnh phúc nữa, thì Thúy mong là qua cái chương trình ngày hôm nay bạn cố gắng xóa bỏ cái điều đó đi, để cho bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc. Và phụ nữ giống như người ta gọi là cái tay hòm chìa khóa. Và chìa khóa đây đối với Thúy đó là chìa khóa hạnh phúc. Nếu như mà bạn hạnh phúc vui vẻ thì cả nhà bạn mới hạnh phúc và vui vẻ được nha. Cố gắng lên nha. Và bạn hãy thấy, nhìn lại đi, đây là ai cũng thương bạn hết á. Hãy đăng ký kết hôn đi. Anh thấy điều đó nó sẽ tạo nên nhiều cái tình yêu lớn lao hơn nữa. Cả nhà mình sẽ gần gũi hơn nữa. Hãy làm ngay nha. Hôm nay Cường cũng muốn nói gì với mẹ, với vợ không? Trước tiên là muốn nói với mẹ là cảm ơn mẹ đã luôn hiểu và tin tưởng vào cái sự lựa chọn của con. Cảm ơn em đã đến bên anh. Nói chung là cũng có em, anh cũng thay đổi rất nhiều về những cái bản tính xấu. Được lắm. Dễ thương quá. Hay quá. Kiếm được một người yêu thương khó lắm em gái. Kiếm một người hiểu mình, thương mình trong những cái lúc mà khó khăn nhất cũng khó lắm đó. Và em đã có được điều đó. Em đã có đứa con. Em đã có bà mẹ chồng. Có Cường. Như vậy không lý do gì chúng ta buồn nữa. Hãy vui lên để có nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống. Và nhớ một điều là hãy giữ gìn sức khỏe đơn giản vậy thôi. Hãy cười thật tươi. Cuộc sống này chúng ta còn thở là còn gỡ. Qua mùa Covid rồi, em biết rồi. Cái số phận nó cũng mong manh lắm. Cuộc đời nó cũng mỏng manh lắm. Nhưng đối với chúng ta là chúng ta đã có tất cả rồi. Hãy cố gắng. Cố gắng lên nha. Anh tin rằng hai vợ chồng em sẽ làm được điều đó với sự tiếp sức của Cường. Rồi, cảm ơn gia đình rất là nhiều. Mẹ ơi, hôm nay sẵn chương trình này con muốn gửi với mẹ cái nhẫn. Cái như là cảm ơn của con dành cho mẹ. Rồi, cảm ơn con. Rồi, mẹ đưa ra cái trước là đẹp không mẹ? Đẹp. Chiếu rồi. Chiếu lắm anh ơi. Vàng rồi ha. Con cảm ơn mẹ đã thương yêu con và chấp nhận con. Rồi giờ con hứa là sẽ cố gắng làm một người con dâu tốt, hiếu thảo, thương yêu mẹ, cùng với lại Cường xây dựng một cái gia đình hạnh phúc.
Hai em cố gắng hạnh phúc là mẹ hạnh phúc rồi. Con cái học giỏi là bà hạnh phúc rồi hả con ha? Rồi, chúc con trai học giỏi nha. Chúc cả nhà chúng ta hạnh phúc, bình an và thành công. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh.